Dạ em Bắc Bình xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn ha. Thì thưa các bạn anh chị, thì hôm nay em sẽ thông báo cho tất cả anh chị biết một thông tin, đó là cái vụ của bà bí ẩn và gia đình của chị Kim Hà các bạn anh chị. Thì ngày hôm qua anh Vũ cũng đã chính thức làm đơn để mà gửi đi, để mà đòi lại số tiền mà 4 tỷ 530 triệu các bạn anh chị. Thì ngày hôm qua là anh Vũ cũng chính thức làm đơn gửi đi rồi các bạn anh chị ha. Thì ngày hôm qua thì em cũng có đi qua bên chị Kim Hà, qua bên Bắc Hai các bạn anh chị. Thì xong em cũng có lên Cần Thơ, cũng nhờ mấy anh em ở trên Cần Thơ các bạn anh chị, thì cũng có tìm đến vị luật sư mà bà bí ẩn đã mà gặp để mà ký hợp đồng gì đó, là bà nói các bạn chị hợp đồng luật sư gì đó. Thì tụi em cũng đã đến gặp luật sư ở bên Cần Thơ và cũng đã hỏi vấn đề về số tiền mà 200 triệu của bà bí ẩn này ký hợp đồng với vị luật sư. Thì vị luật sư này cũng có cho biết đó là không có bất cứ đồng tiền nào mà bà bí ẩn đưa cho vị luật sư này hết các bạn chị. Thì vị luật sư này có nói có nhận chiếc điện thoại là có thiệt, là nhận chiếc điện thoại đó để mà gắn cái sim của chị Kim Hà vô để mà tiếp nhận thông tin đó, đó. Thì mẹ chị Kim Hà là bác Hai á cũng có nói là có mua chiếc điện thoại cho đưa cho bà bí ẩn, nào bà bí ẩn đưa cho luật sư này. Tại vì luật sư này nói bà bí ẩn này có đưa chiếc điện thoại là có thiệt, nhưng mà chiếc điện thoại cũ, điện thoại cũ chứ không phải là điện thoại mới. Thì luật sư này cũng đã nhận cái điện thoại đó và được một thời gian để mà tiếp nhận nguồn thông tin đó, thì được nhận đâu tháng mấy hay tháng gì đó. Vì luật sư này cũng đã trả lại cái chiếc điện thoại đó cho bà bí ẩn, chứ không có giữ. Thì đến ngày mà hôm qua vậy, hôm qua tụi em lên trên đó mới biết là bà bí ẩn đã cho người xách cái điện thoại đó xuống trả lại cho mẹ chị Kim Hà, mà không biết trả điện thoại gì không biết. Thì mẹ chị Kim Hà không có nhận lại chiếc điện thoại đó, tại vì còn 200 triệu nữa các anh chị. Thì để em nói cái số tiền 200 triệu này cho tất cả cô chú chị biết. Thì ban đầu á thì bà bí ẩn này bà kêu gia đình chị Hà là đưa 300 triệu để mà đưa cho luật sư ký cái hợp đồng luật sư gì đó. Thì mẹ chị Kim Hà mới nói là không có tiền. Thì bà bí ẩn này bà mới kêu là chạy đâu chạy, phải có 300 triệu. Thì bà bí ẩn đấy, mẹ chị Kim Hà mới nói là không có tiền, cái đó, giờ 200 300 không có, 250. Thì mẹ chị Kim Hà mới mới là chạy đôn chạy đáo được 200 triệu, chạy đôn chạy đáo được 200 triệu rồi mới là đưa cho bà bí ẩn này. Bà bí ẩn này mới là đưa cho luật sư ký cái hợp đồng đó. Thì vị luật sư này cũng có lên tiếng nói là chia sẻ thông tin lại cho cái người mà em nhờ đến văn phòng luật sư đó để mà hỏi thăm á. Thì vị luật sư này nói là không có nhận bất kỳ cái bất cứ ngàn nào hoặc là cứ ký cái hợp đồng nào với bà bí ẩn hết. Vị luật sư này có nói rõ là không có nhận bất cứ một ngàn nào hết. Tại vì luật sư này cũng biết cái vụ của chị Kim Hà đó. Thì luật sư cũng có chia sẻ là thấy vụ chị Kim Hà là quá khổ đi rồi, còn hai đứa con nữa đó. Vì luật sư này có nói là chỉ là tư vấn miễn phí thôi chứ không có là nhận bất cứ một ngàn nào từ bà Lan bà bí ẩn hết, không có nhận bất cứ ngàn nào hết đó. Mà bà bí ẩn bà nói là đưa lại luật sư 200 triệu đó. Mà trong khi đó thì bà nói với gia đình chị, gia đình chị Kim Hà bác Hai á, là đưa luật sư hết 5.000 đô, mà 5.000 đô thì cũng chưa đủ 200 triệu đó nữa.
Ừ. Mà vị luật sư này nói là đã thấy gia đình của chị Kim Hà và hai đứa con của chị Kim Hà nó rất tội. À, vị luật sư chỉ là tư vấn miễn phí thôi, à, chứ không có lấy ngàn nào hết, chỉ là có lấy cái điện thoại, mà điện thoại cũ, mà không biết là cái chiếc điện thoại đó là phải là chiếc điện thoại của bác hai mua để mà đưa cho bà ta hay không, hay là bà ta đã tráo cái điện thoại khác để mà đưa luật sư. Mà cái bữa ngày hôm qua thì em nghe bác hai nói á, là bà cũng xách cái điện thoại đó xuống trả cho chị Kim Hà, mà không phải là chiếc, không biết là phải là chiếc điện thoại đó hay không. À, tại vì á, à, bác hai không có nhận điện thoại đó, mà bà ta không có đích thân mà cầm cái điện thoại đó xuống để trả cho gia đình chị Hà nữa, mà nhờ một người khác cầm chiếc điện thoại đó hẹn bác hai ra một cái quán cà phê để mà gặp, chứ không có đến nhà nữa các bạn chị. Lúc đó còn tụi em còn 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 tức, còn nói là tại sao mà không có ai mà ghi hình lại cái lúc đó. Tại vì anh Vũ cũng có xài điện thoại này kia, nó sẽ gặp em là em ghi hình lại cái lúc mà trả cái điện thoại đó lại. Có nhiều cô chú anh chị là cũng khuyên bác hai nên nhận cái điện thoại đó lại, nhưng mà không, theo em nghĩ là không không được đâu anh chị. Tại vì chiếc điện thoại nó có 3 triệu bạc à, còn số tiền 200 triệu nữa, nếu mình nhận thì phải nhận hết đúng không anh chị, nếu nhận thì phải nhận hết, chứ không phải là nhận chiếc điện thoại không cũng không được. Tại vì đưa chiếc điện thoại và trong lúc đó là mẹ chị Hà đưa chiếc điện thoại và 200 triệu, chứ không phải là chiếc điện thoại không, không? Nhiều khi mẹ chị Hà nhận cái chiếc điện thoại đó thì bà ta mới nói, bà nói là bà có đưa chiếc điện thoại với 200 triệu rồi, mẹ chị Hà nhận rồi thì cũng bó tay luôn. Cho nên là bác hai có cái suy nghĩ mà không nhận lại chiếc điện thoại đó là chính xác. Tại vì nếu mình nhận thì phải nhận đủ hết, một chiếc điện thoại và 200 triệu. Còn cái vị luật sư này nói là có thể là gia đình chị Hà đã bị bà ta lừa gạt. Tại vì bác sĩ cái luật vị luật sư nó cũng có nói rõ là không có ký hợp đồng nào với bà Lan hết. Bên luật sư chỉ là tư vấn miễn phí cho gia đình thôi, chứ không có nhận tiền và cũng không có ký hợp đồng nữa. Và các anh chị cũng cũng nhớ trong cái đoạn ghi âm mà anh Vũ đã trò chuyện với bà nói là bà có, anh Vũ ôm cái hợp đồng luật sư ở Cần Thơ về đó, anh chị nhớ không? Bà chửi anh Vũ không còn cái gì luôn đó. Mà không biết là trong em độ là trong cái đống giấy tờ đó, trong cái đống giấy tờ đó là có một cái bằng chứng nào đó trong của bà nằm trong đó, cho nên là anh Vũ ôm về là vô tình anh Vũ ôm về trong đó, đó bà mới nhảy đổng lên bà chửi, bắt buộc anh Vũ phải trả lại cái đống hồ sơ đó. Em nghĩ tất cả, em nghĩ là trong cái đống hồ sơ đó có giấy tờ quan trọng gì của bà trong trong cái câu chuyện này, cho nên là bà anh Vũ ôm về bà mới nhảy đổng lên như vậy, chứ không phải là tự nhiên có đống giấy tờ gì trên trong đó mà bà đòi điện, bà đòi giấy cái giấy hợp đồng của luật sư. Mà trong khi đó là ngày hôm qua là em với một người thân của em, một người bạn ở trên trên Cần Thơ đã tìm đến văn phòng đó và gặp luật sư đó, luật sư cũng nói rõ vấn đề đó rồi, chứ không phải là ấy gì, không có cái hợp đồng đó, bả chính bả đã dựng chuyện lên một cái hợp đồng đó để mà lấy 200 triệu của chị Kim Hà, gia đình chị Kim Hà và 4 tỷ mấy đó kia nữa. À, anh Vũ đã chính thức đã gửi đơn rồi các bạn anh chị, đã làm đơn và gửi đi rồi. Nói chung là bả là ăn trắng trợn luôn. Tại vì á, hai vợ chồng bà này đã thông đồng với nhau từ trước rồi các bạn anh chị, đã thông đồng rồi. Tại vì câu chuyện của chị Kim Hà đó là 12 ngày ở dưới dòng sông, khi mà đem lên an táng này kia rồi xong, khoảng
2 tháng sau bà ta mới nhảy vô. Bà ta mới nhảy vô. Thì trong cái thời gian 2 tháng đó, em nghĩ là bà ta đã biết cái câu chuyện này rồi, cũng đang tìm cách để mà moi tiền gia đình của chị Kim Hà, chứ không phải là đơn giản đâu anh chị. Tại vì á, nếu gia đình thật sự muốn giúp đỡ thì một khi mà đã nhận được cái thông tin chị Kim Hà đã gặp nạn thì bà ta đã liền có mặt từ ngày đầu tiên rồi, chứ không phải đợi khoảng 2 tháng sau đâu. Mà trong khi 2 tháng đó bà ta chưa có xuống gặp trực tiếp gia đình của chị Kim Hà nữa, mà thông qua kênh YouTube của Lại Nguyễn đó, rồi chia sẻ lên một số thông tin là quyết định là giúp đỡ chị Kim Hà đó, rồi sau đó mới xuống gia đình gặp chị Kim Hà, gia đình của chị Kim Hà để gặp bác hai. Thì em nói rõ cái vấn đề này cho các anh chị biết luôn đó, tại vì cái đầu tiên tụi em cũng vẫn tin tưởng của bà này, là bánh lên mới nói một cách là nói chung là một cách tạo niềm tin. Thì trong đó tụi em cũng tin tưởng, cũng như là gia đình bác hai tin tưởng, tại vì gia đình bác hai là có quen biết với ông chồng của bà ta, cũng có mối quan hệ đó, cho nên là gia đình cũng đặt cái niềm tin vào đó ha. Mà không ngờ là hai vợ chồng đã thông đồng lên kế hoạch để mà lừa gạt gia đình của chị Kim Hà là 4 tỷ mấy bạc, gần 5 tỷ. Phải chi gạt những người ngoài không nói, đây là dòng họ của ông Đức nữa, nhưng mà bà Lan này là nói chung là vợ nhỏ của ông Đức, còn ví dụ người vợ lớn thì em không biết, chỉ là em biết bà ta là vợ nhỏ của ông Đức thôi, nhưng cũng là vợ sau đó, còn vợ trước thì em không biết còn hay là mất, em cũng không biết ha. Nói chung là hai vợ chồng thông đồng với nhau là lên kế hoạch để mà lừa gạt gia đình chị Kim Hà để lấy là 4 tỷ 530 triệu. Em cũng 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 ra nhờ những cái mối quan hệ để lên gặp luật sư đó, nhưng mà nghe luật sư nói một cái là em táo hỏa tâm tinh luôn. Thì vì luật sư đó cũng có nói là nếu cần thì vì luật sư này sẽ tư vấn cái về cái mặt pháp lý để mà kiện bà ta, tư vấn miễn phí luôn, chứ không có ký hợp đồng, không có nhận tiền hay là ký hợp đồng gì hết. Nếu là gia đình đã quyết định kiện rồi thì vị luật sư này sẽ tiếp tục để mà giúp đỡ gia đình đòi lại số tiền 4 tỷ, 4 tỷ mấy, gần 5 tỷ này các bạn chị. Thì đó là cái nguồn thông tin của em là nhờ người đến mà gặp văn phòng luật sư ở Cần Thơ, gặp vị luật sư đó để mà tìm hiểu cái câu chuyện này đó, để xem coi bà ta có ký cái hợp đồng nào với luật sư đó và có đưa số tiền 200 triệu đó hay không. Thì luật sư đã cũng phủ nhận cái điều đó các bạn chị, chỉ nhận được cái chiếc điện thoại và cái sim của chị Kim Hà thôi, còn tiền bạc hay hoặc là ký hợp đồng gì đó là không có các bạn chị. Thì tụi em cũng đã ghi hình vị luật sư đó, nhưng mà chưa chưa được phép vị luật sư này cho đăng lên các bạn chị, cho nên là tụi em không có chưa đưa lên. Chừng nào mà gia đình đã quyết định mà đưa đơn kiện cho vị luật sư này và vị luật sư đưa đơn kiện cho bà Lan á đó, rồi vị luật sư này đã lên tiếng, chính thức lên tiếng để mà giúp đỡ gia đình á, thì bắt đầu là khi mà đi vô cái câu chuyện này đó thì bắt đầu là sẽ đưa những cái hình ảnh đó lên. Thì tại hiện tại bây giờ là tụi em không có đưa cái hình ảnh đó lên được, các bạn chị cũng thông cảm cho tụi em cái vấn đề đó. Nếu được phép là tụi em đăng lên liền và cho chính tay cho anh chị nghe những cái luật sư này nói như thế nào về cái số tiền 200 triệu và cái hợp đồng đó như thế nào. Thì em nghĩ chắc không lâu đâu các bạn chị đó. Thì anh Vũ ngày hôm qua anh cũng gửi đơn rồi đó. Đó. Gửi đơn đi kiện bà ta để lấy lại 4 tỷ 50 triệu đó, rồi 4 tỷ 530 triệu ha. Đó. Thì chính thức nếu là khởi tố thì vị luật sư này sẽ đứng lên và
nói hết sự thật cái câu chuyện này, cái số cái khoản mà tiền mà bà Lan bà nói là đưa cho vị luật sư đó. Ừ. Nó thì ở cái video này thì em cũng có thông báo đến cho tất cả cô chú anh chị biết như vậy thôi ha. À, biết là gì? Anh Vũ đã gửi đơn kiện bà ta để mà đòi lại số tiền, nói chung là kiện bà ta lừa đảo ha. Đó, và thông tin của một vị luật sư ở thành phố Cần Thơ đó, là cái luật sư mà tiếp ký hợp đồng với bà nói với gia đình anh Vũ á, là cái vị luật sư đó ký hợp đồng và số tiền 200 triệu và nhận cái điện thoại đó. Đó thì ở video này em cũng lên nói lại cho tất cả cô chú anh chị biết là vị luật sư đó cũng đã lên tiếng ha. Lên tiếng là không có nhận bất cứ số tiền nào từ gia đình của anh Vũ hết. Ừ. Chỉ có nhận cái điện thoại đó để dành nghe tiếp nhận thông tin thôi. Đó, cũng đã trả lại cho bà Lan rồi. Đó. Đó, thì ở video này em chỉ cung cấp cái thông tin như vậy cho tất cả anh chị biết thôi. Đó, có tin gì mới thì em sẽ thông báo cho tất cả cô chú anh chị biết ở video sau. Bây giờ thì em xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở video sau ạ. À.